Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ Vũ Mạnh Thắng, viện cấy chỉ hải thượng lãn ông sẽ thực hiện cấy chỉ cho bệnh nhân Vóc Văn Hảo mắc hội chứng đau dây thần kinh tọa. Thưa quý vị, bệnh đau dây thần kinh tọa là căn bệnh phổ biến. Đau dây thần kinh tọa là tình trạng khi thần kinh tọa bị tổn thương hoặc chèn ép. Bệnh nhân đa phần là người cao tuổi, béo phì, tiểu đường lâu năm. Khi người đã có tuổi, những bệnh ở cột sống xuất hiện như thoát vị điện đệm, gai đốt sống là nguyên nhân gây ra đau dây thần kinh tọa. Người béo phì có trọng lượng cơ thể lớn sẽ làm tăng áp lực lên cột sống, từ đó gây ra đau thần kinh tọa. Bệnh tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ tổn thương dây thần kinh, ngồi trong thời gian dài hoặc ít vận động làm tăng khả năng mắc đau dây thần kinh tọa. Các nguyên nhân khác bao gồm viêm khớp thoái hóa gây kích thích hoặc sưng dây thần kinh tọa. Hiếm hơn nữa là dây thần kinh tọa bị chèn ép bởi khối u, cơ, bị chảy máu trong, nhiễm trùng và biến chứng từ chấn thương như gãy xương chậu. Chứng hẹp ống sống chèn lên dây thần kinh có thể gây ra đau dây thần kinh tọa. Bệnh cần được phòng tránh ngay từ khi còn trẻ, không được chủ quan để dẫn tới những điều đáng tiếc. Người bị đau dây thần kinh tọa nên kiêng ăn một số thực phẩm có nhiều muối, vì nếu ăn quá mặn sẽ làm cho quá trình điều trị bệnh gặp khó khăn, đẩy nhanh quá trình lão hóa, phá hủy các tế bào trong cơ thể, tạo điều kiện hình thành các gai xương chèn ép lên dây thần kinh, kéo dài cơn đau. Tránh các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, bởi lượng mỡ nạp vào cơ thể không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, gây áp lực cho hệ thống xương khớp, gia tăng những cơn đau. Ngoài ra, các loại thực phẩm nhiều đạm, nhiều đường hóa học cũng cần hạn chế. Đường hóa học không phải là nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người bệnh vẫn có thói quen sử dụng đường khi chế biến món ăn. Điều này sẽ ngăn cản quá trình phục hồi đau dây thần kinh tọa. Mỗi người có thể dung nạp một lượng vừa đủ đường hóa học, nhưng lạm dụng và có sở thích ăn quá ngọt lại gây nhiều hệ lụy cho cơ thể. Một số vấn đề xảy ra khi cơ thể ăn quá nhiều thực phẩm chứa đường như tăng huyết áp, tiểu đường, đặc biệt gây kích thích phản ứng viêm khiến đau nhức trầm trọng. Nhiều bệnh nhân lo sợ phẫu thuật nên chỉ sử dụng thuốc giảm đau ở nhà. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ Mạnh Thắng cho biết, dùng thuốc giảm đau không phải là một giải pháp hữu hiệu vì thuốc gây ra nhiều tác dụng phụ. Hiện nay, phương pháp cấy chỉ của viện cấy chỉ hải thượng lãn ông là một phương pháp được các bác sĩ và bệnh nhân đánh giá cao. Khi áp dụng phương pháp cấy chỉ, tình trạng của bệnh nhân sẽ được cải thiện và đẩy lùi. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.